sức áp lực giao thông quá tải tại nhiều tuyến phố nội đô. Đến năm 2025, Hà Nội sẽ hạn chế và tiến tới cấm xe máy ở một số tuyến phố nội đô nhằm kiểm soát việc gia tăng phương tiện tham gia giao thông, ùn tắc giao thông. Đã có những ý kiến trái chiều, song nhiều người cho rằng để tiến tới một thành phố văn minh sạch đẹp thì Hà Nội cũng cần quyết tâm thực hiện nhưng phải có giải pháp để tránh sự xáo trộn cuộc sống của người dân. Giờ cao điểm tại các nút giao thông xuyên tâm thành phố, các loại phương tiện cá nhân di chuyển chậm chạp, thậm chí có lúc ùn tắc nhiều giờ đồng hồ. Không chỉ gây ùn tắc mà còn xả lượng lớn khí thải, ảnh hưởng tới môi trường. Hà Nội lại đang gia tăng chóng mặt các phương tiện cá nhân với tốc độ tăng bình quân 10% một năm. Đến nay Hà Nội có khoảng 500.000 ô tô và 5 triệu xe máy. Dự kiến đến năm 2025 sẽ có khoảng 11 triệu phương tiện. Hà Nội đang đứng trước nguy cơ ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, lần này Hà Nội quyết tâm đưa ra lộ trình trong 10 năm để thực hiện hạn chế phương tiện cá nhân. Cấm phương tiện đến cái giai đoạn 2025 ấy, thì về kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch giao thông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ấy, thì chúng ta cơ bản, Hà Nội sẽ cơ bản đầu tư được xong hạ tầng khung. Hạ tầng khung là gì? Là các tuyến đường vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, vành đai 3,5, vành đai 4 và thậm chí là chúng ta sẽ tiến hành vành đai 5. Các cái tuyến xuyên tâm thì chúng ta cũng được cải thiện. Và cũng để thay thế phương tiện cá nhân, Hà Nội cũng đang xây dựng mạng lưới phát triển vận tải hành khách công cộng. Nếu hoàn thành, năm 2020, 8 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đáp ứng 25% nhu cầu đi lại của nhân dân. Và đến năm 2025, đáp ứng từ 35 đến 40%. Nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi đã có thấy những cái chuyển biến rất tốt về cái quyết tâm của Hà Nội trong nhiều vấn đề. Để Thành ủy Hà Nội có quyết định là phấn đấu đến năm 2025 thì cấm xe máy, phương tiện cá nhân, thì đấy cũng là một cái liên quan đến an toàn giao thông. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội đưa ra chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân. Trước đó, đề xuất cấm xe ngày chẵn, ngày lẻ, xén vỉa hè, đổi giờ học, giờ làm cũng đã được đưa ra, nhưng hiệu quả đạt được không cao. Thậm chí có phương án còn vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận xã hội. Và chủ trương lần này cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Tôi không đồng ý, tôi không tán thành. Không tán thành tại sao? Tại vì thứ nhất là 9 năm nữa, thì tôi cho rằng may rằng là giao thông công cộng chỉ đạt được 20%. Hiện nay thì 80-10%, mà 80% là thống kê lý thuyết thôi. Cái thực tế mà nói thì người đi ít lắm. Tức là cái sự hấp dẫn của ô tô buýt của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là rất là yếu kém. Làm theo các nước là tốt, bởi vì mình đi sau người ta. Thế nhưng mà phải xem mọi điều kiện của mình đã đáp ứng được cái chuyện ra cái chủ trương đấy chưa. Tôi nghĩ tức là khoảng 90 năm nữa thì có lẽ đi hướng phải đi như thế. Vì các thành phố hiện đại trên thế giới thì hầu như không có xe máy cả. Có lẽ nước ta cũng nó cũng không thoát khỏi quy luật chung như vậy. Cũng cần phải nói thêm rằng, đã cải cách thì không thể tránh khỏi sự thiếu đồng thuận. Nhưng nếu sự cải cách đó giúp cải thiện cuộc sống người dân, làm cho cuộc sống văn minh hơn, thì nên làm. Và điều quan trọng là phải đưa ra được giải pháp thay thế phù hợp. Câu chuyện hạn chế xe cá nhân để giảm ùn tắc, hướng tới thành phố văn minh, đô thị cũng cần được thực hiện như vậy. Mô hình làm kinh tế của gia đình chị Dung đã đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao, phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con nông dân trong cả nước.